Vậy là chúng ta đã tìm hiểu gần xong phần setting. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần discussion. Trong phần discussion này là một cái phần để chúng ta thiết lập những cái cấu hình cho cái phần bình luận ở trên website của chúng ta. Thì chúng ta sẽ xem một cái phần này. Tôi sẽ kéo lên, tôi tìm cái phần bình luận. Đây là cái phần bình luận. Chúng ta nhấn vào đây để chúng ta xem. Và các bạn nhìn thấy đây là những cái bình luận của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu từng cái tùy chọn của nó. Nếu chúng ta click vào đây thì nó sẽ thông báo cho những cái website mà trong bài viết của chúng ta có nhắc đến. Ví dụ ở trong bài viết này tôi nhắc đến website ZenVN. Và lúc đó ZenVN sử dụng Wordnet thì lúc này nó sẽ tự động báo cho cái ZenVN là trong cái website hiện tại của chúng ta đã viết và nhắc đến cái website ZenVN. Vậy thì lúc này cái người quản trị của website ZenVN họ thấy bài viết tốt và viết phù hợp thì họ có thể bình luận hoặc là đưa cái bài viết của chúng ta lên website của họ. Đó là cái phần đầu tiên, có nghĩa là thông báo cho các cái website được nhắc đến trong phần nội dung của bài viết là chúng ta có viết về họ. Cái phần chat thứ hai thì lúc này các bạn cần phải xem phần ping back và chat back. Có nghĩa là từ website chúng ta gửi một cái bình luận lên một cái website khác, hoặc từ một website khác họ viết một cái bình luận về một cái bài viết của chúng ta trên website của họ. Phần này tôi đã từng nói ở trong những cái video đầu tiên. Nếu bạn nào chưa xem thì các bạn nên xem lại để hiểu rõ hơn phần này. Tiếp theo nữa là nếu chúng ta chat vào đây thì tất cả mọi người đều có quyền được viết bình luận ở trên những bài viết mới của chúng ta. Vậy là chúng ta đã hiểu được ba cái option đầu tiên của phần bình luận. Tiếp theo đến phần thứ hai của chúng ta. Nếu chúng ta chat vào đây thì lúc này một người khách khi ghé thăm website chúng ta, đọc bài và viết bình luận chúng ta, họ sẽ phải điền đầy đủ tên và email vào trong cái mục bình luận trước khi họ gửi bài. Nếu chúng ta chat vào cái phần thứ hai thì những cái người muốn gửi bình luận họ phải đăng ký tài khoản trên website của chúng ta, họ mới có thể gửi được bình luận. Nếu chúng ta chat vào cái thứ ba và chúng ta nhập giá trị vào đây, những cái bình luận nào trước 15 ngày sẽ bị đóng lại và chúng ta sẽ không tìm thấy nó ở phía trên phần nội dung của website chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái chatbox thứ tư ở trong cái nhóm Order Comment Setting. Đây là cái độ sâu của các bình luận ở trên bài viết của chúng ta. Vậy thì độ sâu này có nghĩa là gì? Lúc này chúng ta sẽ tìm đến một cái bình luận nào đó. Ví dụ ở đây là chúng ta có một giới thiệu. Chúng ta nhấn vào cái bình luận ở trong cái mục giới thiệu. Chúng ta nhìn thấy có một cái bình luận ở đây. Và chúng ta bấm reply. Lúc này chúng ta sẽ gõ captcha vào và tiếp theo chúng ta sẽ gõ vào bình luận. Ở đây tôi sẽ đưa giá trị là level 2. Và tôi bấm post. Các bạn đã nhìn thấy cái bình luận có cái nội dung là level 2, nó đã thụt vào so với cái bình luận đầu tiên. Và nếu tôi bấm reply một lần nữa, sau đó tôi nhập nội dung là level 3. Tiếp đó tôi nhập cái phần captcha. Và chúng ta bấm post. Thì các bạn thấy cái bình luận có nội dung là level 3 nó lại lùi vào một đoạn nữa so với level 2. Và tiếp tục chúng ta bấm reply cho phần level 3. Lúc này chúng ta sẽ đưa vào đây giá trị level 4. Chúng ta cũng phải nhập captcha. Chúng ta nhấn bot. Các bạn đã nhìn thấy level 4 của chúng ta hiện ra và nó thụt lùi với level 3. Lúc này chúng ta bấm reply thêm một lần nữa. Chúng ta bấm bot. Thì các bạn nhìn thấy level 5 hiện ra. Và lúc này ở dưới cái phần nội dung level 5 không còn phần reply nữa. Vậy thì cái option thứ tư của phần order comment setting nó có nghĩa là chúng ta chỉ có thể reply một cái bình luận
đến độ sâu là 5. Còn khi nó đạt đến độ sâu là 5 rồi thì chúng ta không thể bấm reply cho cái bình luận đó nữa. Vậy bây giờ chúng ta hãy thử chỉnh lại giá trị ở đây bằng 3 và chúng ta refresh ở phía ngoài xem có gì thay đổi hay không. Chúng ta bấm save change. Chúng ta hãy refresh lại. Các bạn nhìn thấy lúc này nó hiển thị level 1, level 2 và level 3. Những cái phần bình luận này các bạn nhìn thấy đến level 3 là nó không còn xuất hiện chữ reply nữa. Và lúc này các cái bài nằm trong level 3, level 4, level 5 nó lại thẳng với nhau. Vì ở phía trong này chúng ta đã thiết lập setting của chúng ta chỉ là 3 cho độ sâu mà thôi. Vậy là qua cái phần này các bạn đã hiểu được độ sâu của phần bình luận là gì. Bây giờ tôi sẽ chỉnh độ sâu này lại còn 2 và tôi bấm save change. Chúng ta hãy refresh lại để chúng ta xem. Các bạn đã nhìn thấy lúc này chúng ta chỉ có level 1 và level 2. Level 2 cũng biến mất cái phần reply của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nghiên cứu tới cái option thứ 5. Ở đây các bạn nhìn thấy chúng ta ngưng lại cái phần bình luận trên một trang khi nó đạt tới giá trị là 50. Ví dụ ở phía ngoài này tôi chỉ có 5 cái bình luận. Thì bây giờ tôi sẽ chỉnh lại một giá trị trong phần này. Ví dụ tôi để ở đây là 3. Có nghĩa là khi có 3 bài nó sẽ dừng lại. Và tôi check vào đây. Thì lúc này nó sẽ xuất hiện phần phân trang cho phần bình luận. Chúng ta bấm save change. Và chúng ta hãy thử refresh ở phía ngoài này. Các bạn nhìn thấy không có vấn đề gì xảy ra hết. Chúng ta hãy thử đưa vào một số cái bình luận ở level 1. Tôi ghi vào đây. Lúc này các bạn nhìn thấy khi tôi đưa vào một cái bình luận với cái nội dung là comment 4 thì các bạn nhìn thấy, các bạn không còn nhìn thấy những cái nội dung ở những cái phần bình luận trước vì lúc này nó đã sang phía trang thứ 2. Bây giờ chúng ta hãy thử lại. Chúng ta vào phần giới thiệu, chúng ta nhấn thẳng vào đây. Các bạn nhìn thấy lúc này nó hiển thị cái bình luận mới nhất. Còn nếu các bạn muốn xem cái bình luận cũ hơn thì chúng ta nhấn vào đây. Các bạn thấy nó trở về những cái bình luận cũ hơn, cái bình luận có giá trị comment 4. Và đây các bạn nhìn thấy comment 2, comment 3. Chúng ta muốn xem những cái bình luận mới hơn thì chúng ta sẽ click vào đây. Vậy là qua phần này các bạn đã hiểu được cái phần chat thứ 5 của chúng ta là gì. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần email. Đối với cái phần này, nếu chúng ta check vào đây, thì khi có một cái bình luận nào trong một bài viết, nó sẽ tự động gửi email về thông báo cho tác giả của cái bài viết đó. Ví dụ, ở đây có một bài viết là giới thiệu, và bài viết này được viết bởi admin. Vậy thì nếu một người khách nào đó viết một cái bình luận trong cái bài viết này, thì nó sẽ tự động gửi email thông báo cho admin là có bình luận mới ở trên cái bài viết mà admin đã viết và admin có muốn xem cái bình luận đó hay không. Vậy thì phần này của chúng ta chủ yếu là gì? Là gửi email đến tác giả của bài viết khi có một bình luận mới được đăng vào bài viết đó. Vậy là các bạn đã hiểu được cái feature này. Tiếp theo, nếu chúng ta chép vào giá trị này, thì khi có một cái bình luận bất kỳ trên website vào một bài viết bất kỳ nào đó, nó sẽ gửi thông tin của cái bình luận đó về báo cho người quản trị của trang web thông qua hệ thống email của website. Và lúc này cái thông báo đó sẽ được gửi về thông qua cái email nằm trong phần General Setting, đó là trainingamopgen.vn. Vậy là các bạn đã hiểu được
hai option trong cái phần email này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái nhóm before a comment appear. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh giá trị này lại thành 50 để cho những cái bình luận của chúng ta nó dài ra. Hoặc là chúng ta bỏ cái dấu chét ở đây đi và chúng ta hãy lưu nó lại. Đầu tiên chúng ta sẽ xem xét trước cái tùy chọn thứ hai. Cái tùy chọn thứ hai ở đây có nghĩa là gì? Một cái người nào đó đăng một cái bình luận lên website của chúng ta. Nếu trước đó đã có một cái bình luận được chấp nhận thì lúc đó cái bình luận kế tiếp mới được phép chấp nhận và hiển thị. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái option này. Đầu tiên chúng ta sẽ vào phần user, chọn all user. Lúc này chúng ta có hai cái member. Chúng ta sẽ sử dụng member này để login vào hệ thống và gửi một bài viết lên. Chúng ta sẽ mở trình duyệt Firefox và sau đó chúng ta đăng nhập vào hệ thống. Lúc này chúng ta sẽ đăng nhập với cái user, supporter và password. Tiếp đó chúng ta nhập vào cái chuỗi captcha. Chúng ta bấm login. Sau đó chúng ta trở về fanpage. Lúc này các bạn đã nhìn thấy có một số cái bình luận hiển thị ở đây. Và cái bình luận này là của chúng ta trong phần trước chúng ta đã test. Bây giờ chúng ta sẽ đưa vào cái bình luận mới để xem điều gì sẽ xuất hiện. Chúng ta ghi this is a test 1. Và chúng ta nhập chuỗi captcha vào đây. Sau đó chúng ta bấm post. Các bạn nhìn thấy có một thông báo hiện ra. Cái bình luận của bạn sẽ phải đợi sự kiểm tra của cái người quản trị trang web. Vậy thì cái bình luận này nó đã hiển thị lên hay chưa? Hay là chỉ có một mình bạn thấy mà thôi? Để thấy được điều này thì chúng ta sẽ quay trở về trình duyệt Chrome. Và trong trình duyệt Chrome thì chúng ta đang login bằng một cái tài khoản khác. Chúng ta nhấn về trang chủ. Chúng ta kéo xuống phía dưới. Các bạn không nhìn thấy cái bình luận của supporter lúc ấy. Cho dù ở bên này chúng ta đã thấy cái bình luận của supporter dưới cái phần comment 4. Vậy là khi một cái thành viên nào đó vừa bỏ bài lên và trước đó họ chưa được chấp nhận một cái bình luận nào cả, thì lúc đó cái bình luận nó sẽ không hiển thị ra. Và nó sẽ đợi cho cái người quản trị web chấp nhận cái bình luận đó thì nó mới hiển thị ra. Lúc này chúng ta sẽ quay trở về account của admin. Và chúng ta vào trong phần comment. Thì các bạn đã nhìn thấy đây là cái nội dung của cái supporter đã gửi lên. Bây giờ chúng ta nhấn vào đây để đồng ý cái bình luận này. Các bạn đã nhìn thấy cái phần màu đỏ ở đây đã biến mất. Và ở đây nó xuất hiện chữ unapproved. Khi chúng ta nhấn vào unapproved thì lúc đó cái bình luận quay trở lại trạng thái chưa được chấp nhận. Sau khi chúng ta đã chấp nhận cái bình luận này, chúng ta hãy refresh lại phía ngoài của phần fanpage. Các bạn đã nhìn thấy cái bình luận của supporter đã được chấp nhận. Bây giờ chúng ta hãy thử gửi một cái bình luận nữa bằng tài khoản của supporter xem nó có hiển thị lên hay không, hay là nó phải đợi sự chấp nhận của admin. Chúng ta nhấn về fanpage. Chúng ta kéo xuống dưới. Bây giờ chúng ta sẽ nhập. Chúng ta sẽ nhập nội dung là this is a test 2. Và chúng ta gõ captcha. Sau đó chúng ta bấm post. Các bạn nhìn thấy this is a test 2 hiển thị. Không có cái dòng thông báo là cái bình luận của các bạn phải đợi cái sự xét duyệt nữa. Vậy thì bây giờ để xác định xem cái bình luận this is a test 2 này có được hiển thị ra hay chưa, chúng ta quay trở về tài khoản của admin và chúng ta refresh ở phía ngoài fanpage. Các bạn đã nhìn thấy cái bình luận thứ hai của Zen VN Support đã hiển thị mà không cần sự chấp nhận của admin. Đó chính là cái dấu chat này, có nghĩa là khi bạn đã được chấp nhận một cái bình luận trước đó thì những cái bình luận phía sau này bạn sẽ không cần phải đợi cho người quản trị website
chấp nhận nữa, mà lúc đó nó sẽ tự động hiển thị lên. Còn trong trường hợp nếu chúng ta chép vào đây, thì tất cả các bình luận đều phải đợi cái người quản trị website đồng ý nó mới hiển thị. Vậy là chúng ta đã hiểu được cái phần before a comment nó có tác dụng như thế nào. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái phần này. Ở đây nó sẽ cho chúng ta nhập vào những cái cụm từ hoặc những từ, hoặc email, hoặc IP, hoặc là một cái URL nào đó. Nếu cái nội dung của bình luận chứa những cái từ đó thì cái bình luận đó sẽ không được xuất hiện, mà phải đợi admin chấp nhận nó mới được xuất hiện. Tôi sẽ nhập vào đây một số từ khóa, ví dụ như set, rồi happy. Và bây giờ chúng ta có hai từ, lúc này chúng ta hãy lưu nó lại. Bây giờ chúng ta sẽ mở trình duyệt Firefox, và lúc này chúng ta đang ở trong cái tài khoản của ZenVN Support. Chúng ta hãy refresh lại nó. Chúng ta hãy đưa vào đây một nội dung có cái từ mà chúng ta đã nhập ở trong vùng này, ví dụ là set. Rồi, lúc này chúng ta sẽ nhập cái dãy captcha này, DNE8. Chúng ta bấm post. Các bạn đã nhìn thấy nó hiển thị một dòng thông báo. Cái bình luận của các bạn sẽ cần phải được kiểm duyệt trước khi mà hiển thị ra. Bây giờ chúng ta về trình duyệt Chrome. Chúng ta mở cái phần fanpage và chúng ta refresh. Các bạn nhìn thấy không có cái nội dung này hiển thị ở phía bên phần trình duyệt Chrome. Và cái nội dung này đang đợi được admin kiểm duyệt. Lúc này chúng ta hãy vào phần comment và chúng ta refresh. Thì các bạn nhìn thấy ở đây của chúng ta đã hiển thị ra một cái bài viết có cái lằn màu đỏ phía trước. Và cái bài viết này thông báo rằng đây là nội dung mà chúng ta cần kiểm duyệt trước khi cho nó hiển thị. Vậy thì chúng ta có thể chỉnh sửa lại cái nội dung này trước khi chúng ta cho nó hiển thị ở phía ngoài. Chúng ta có thể nhấn quick edit và chúng ta sửa lại ở đây thành it, và chúng ta bấm update comment. Sau đó chúng ta bấm approve. Chúng ta hãy ra phía ngoài fanpage và chúng ta refresh. Các bạn đã nhìn thấy cái phần bình luận của ZenVN Support đã xuất hiện. Vậy là các bạn đã hiểu được cái phần comment moderation là cái gì. Tiếp đó là đến cái phần backlist. Cái phần backlist này nó cũng gần giống với cái phần ở phía trên này. Những cái tên, cái URL hoặc cái email nào nằm trong backlist thì khi cái bình luận nào có chứa cái nội dung của phần backlist nó sẽ không hiển thị ra phía ngoài. Lúc này chúng ta hãy thử đưa vào một cái URL. Vậy thì nếu ở trong nội dung của cái bình luận có một cái địa chỉ website là http://abc.com thì nó sẽ rớt vào danh sách đen của phần bình luận. Bây giờ chúng ta hãy lưu nó lại và chúng ta hãy thử viết một cái bình luận có cái đường dẫn này. Chúng ta bấm Save Change. Chúng ta mở trình duyệt Firefox lên và bây giờ chúng ta sẽ nhập vào đây. Tiếp đó chúng ta nhập vào cái chuỗi captcha và chúng ta nhấn post comment. Các bạn nhìn thấy lúc này cái bình luận của ZenVN Support không hiển thị ra ngoài để cho ZenVN Support thấy luôn. Trong trường hợp khi các bạn nằm ở trong danh sách phía trên này thì nó vẫn hiển thị cho các bạn thấy và nó thông báo rằng phải đợi xét duyệt. Nhưng khi nó rớt vào trường hợp backlist thì nó không hiển thị cho chính người gửi lên thấy. Vậy thì lúc này nó sẽ nằm ở đâu? Chúng ta nhấn vào phần comment. Chúng ta refresh lại. Các bạn thấy nó không hiển thị ở trong phần all. Bây giờ chúng ta nhấn vào phần spam. Thì lúc này chúng ta đã thấy cái bình luận mà ZenVN Support vừa gửi lên đã được đẩy thẳng vào trong phần spam của phần comment.
Vậy là các bạn đã hiểu được hai cái phần này nó có tác dụng như thế nào đối với cái phần bình luận trên website của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu đến avatar. Avatar là cái hình ảnh đại diện cho một cái thành viên nào ở trên website của chúng ta. Nếu chúng ta chép vào cái phần này thì có nghĩa là nó sẽ hiển thị avatar của các cái thành viên trên website của chúng ta. Phần này thì chúng ta sẽ nói sau. Tiếp đó là phần default avatar. Phần default avatar này chúng ta sẽ chọn một cái hình để đại diện cho những cái người ghé thăm website của chúng ta mà không phải thành viên, và những cái người là thành viên nhưng họ không có cái hình đại diện. Chúng ta có thể chọn vào những cái hình ở phía dưới này để khi họ gửi một bài viết hoặc một cái bình luận nào đó thì cái hình ảnh đại diện này sẽ đi kèm với bài viết hoặc cái bình luận đó. Còn ở phía trên này là một cái kiểu avatar. Kiểu avatar này là kiểu avatar nó liên quan tới G-avatar. Bây giờ chúng ta sẽ gõ search G-avatar có nghĩa là gì. Thì các bạn nhìn thấy ở đây khi chúng ta gõ search ra, nó đã hiển thị ra là G-avatar, hình đại diện toàn cầu. Hình đại diện toàn cầu ở đây có nghĩa là gì? Là khi chúng ta tạo ra một cái hình đại diện cho chúng ta ở trên cái trang web G-avatar này, sau này chúng ta đi đến các website khác, các diễn đàn khác, nếu các website khác, các diễn đàn khác đó có sử dụng cái hệ thống API của G-avatar thì lúc đó chúng ta sẽ sử dụng cái avatar này cho chúng ta ở trên các diễn đàn đó. Và ở đây là một số tùy chọn cho cái phần G-avatar này. G-avatar này là cho tất cả các member, hoặc là nó cho những cái thành viên có độ tuổi lớn hơn 13, những cái thành viên có độ tuổi lớn hơn 17 và những thành viên có độ tuổi lớn hơn nữa. Vậy thì lúc này để các bạn sử dụng được phần này, các bạn cần phải tìm hiểu đến G-avatar của chúng ta, và tùy vào website có hỗ trợ G-avatar hay không thì chúng ta mới sử dụng được nó. Vậy là các bạn đã hiểu được cái phần thiết lập cấu hình cho phần thảo luận. Và sau khi chúng ta thiết lập xong thì lúc này chúng ta bấm Save Change. Chúng ta lưu lại cái phần thiết lập mà chúng ta thấy phù hợp với website của chúng ta. Vậy là chúng ta đã nghiên cứu xong cái phần setting của Wordnet. Trong phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu tới cái phần làm sao để xuất dữ liệu từ cái website này ra ngoài hoặc đưa dữ liệu mới vào website. Đồng thời chúng ta sẽ di chuyển cái website ở phía dưới localhost của chúng ta lên trên Internet, hoặc chúng ta di chuyển website của chúng ta từ một cái domain này đến một cái domain khác. Cách làm như thế nào thì các bạn sẽ được học ở trong những video tiếp theo.